không dám ngày xưa. Gì chợ sao mà bây giờ cái bộ não nó dở không biết, nhiều khi muốn nói mà lại không nói đâu đủ. Tặng ảnh về thầy sau hơn 40 năm thôi học để nói lên lời không dám ngày xưa. Mộng đẹp trôi qua bút tả sao vừa, bạn lãng đâu đây hương thơm đèn sách của đời người một thở tuổi hồng tươi. Qua mắt đi rồi tiếc nhớ lắm thầy ơi. Đông chưa hả? Đông chứ sao tiếc. Tiếc nhớ, tiếc nhớ, tiếc nhớ lắm thầy ơi. Quá 60 tuổi đời thầy và trò được gặp lại nhau trường cũ, vẫn ríu bước chân như thở ngây khờ, móm mém miệng cười môi hở răng thưa. Lại nói với lớp đàn em những lời sáng dụng. Cái chương trình sáng nay á là mình vẫn biết cuộc đời chẳng đẹp như thơ. Các em tôi ơi hãy tiếp bước mộng mơ và lưu lại niềm sâu tinh hoa trường lớp. Rồi bạn quý thầy. Đây đây là cái mô hở này, đây là hở này. Ý là nó hay vô cùng. Vỗ tay. Khanh đi họp ở Sài Gòn đó. Dạ. Họp ở Sài Gòn thì anh đi buổi thứ sáu giờ. Bây giờ là con làm em giám đốc SCB. Mới bèo. Tức là lính của anh còn thơ. Giám đốc SCB của thằng Đan. Làm ở chi nhánh Phan Rang. À, vậy thì đã giới thiệu hết rồi, mời chuyện đi. Ở lên cái vùng rồi giới thiệu chưa? Không biết tôi không gặp hoài hả? Gặp ngoài. À, chị là dâu của anh Pháp, là tại vì phía cây vợ tôi là biết nhiều là ông Phạm Tập á. Ông là rầm với ông Pháp ghê lắm. Bà ở bên Mỹ biết rồi. Đi bên Mỹ rồi. Mà ông này là ông mà nhỏ nhất lớp mà ngồi đầu bàn nhất. À, tôi ngồi cái chỗ vui gặp điệp đồ á. Nhưng ông quan nhất ấy, ông quan nhất. À, không, không. Lấy cái này, biểu cái. Sách A. Cái sách của chị là thầy đảm ghi tên tặng là chị. Không, nhưng nhà. Mà tôi để trên nhà. Rồi chút xíu rồi giờ lát. Có đó này. Ông ghi tên là ghi tên thầy đảm với cái ai không? Có tên gì nào không? Tên. Dạ, để chị. Chứ nếu không tôi chỉ là chị. Cả thế giới đều biết đó. Ông trên lên Facebook toàn thế giới biết. Rồi cái chị Hiền là tôi cũng bất ngờ, tôi tưởng ông chồng, tức là con tôi nghĩ thì con qua là cho ông chồng, vì tôi gặp ổng là 2 năm, ông nhôm, ông ốm rồi lắm. Nhưng mà ông ăn rất tốt, tôi mới kể ông Dũng nghe. Tôi tưởng bữa nay ông mất là vừa đúng rồi, quá nhỏ. Ai có ngờ thì Hiền, mà ổng là tiểu đường. Ông chết, phải chết. Mà ổng tiểu đường mà không chết. Ổng còn có ước mơ là ông dạy tiếng Việt cho học sinh người Việt ở bên đó. Ông chồng á. Nhưng mà cuối cùng ông chết mà chị Duyên cho ông nghe. Giờ tôi cũng mới vừa nghe cho ông nghe chưa? Anh con nghe chưa? Tôi không biết rồi, tôi không chồng. Mời chị. Dạ không phải, anh chị đâu. Tôi nói với mấy anh á, trước khi anh uống hả? Đây là chị Hiền à. Cái con người đàn bà là tôi nói chị nghe, tức là chị tôi nói chị nghe, chị sống như vậy anh em có nói nữa rồi, nhưng mà tôi nói cho anh em của tụi tôi nè, tức là khi mà người đàn ông á là lấy vợ mà vợ có con á, chỉ có những người đàn ông coi như họ quá đàn ông,
Tự nhiên cái người đàn bà khi họ có con á, dù họ đương nhiên họ chỉ nghĩ con là 100%, cái người chồng sau á chỉ có 50% đi xuống thôi, anh không được được mời anh ra đi, nhưng mà con tôi là số 1. Vậy cho nên cái người Việt Nam mình, còn cái người Mỹ bên kia mình khoan nói à, cái người Việt Nam mình á, mà người Mỹ qua đó chợ thì khi mình chỉ người đó có người con rồi thì nó nói I'm stupid, tức là người đã có con họ lo cho con họ, mà mình đi vào mình lấy á thì chỉ là mình ngu thôi. Tại vì cô ta lỡ mình về mình chạm con người ta á là cô ta sắc buộc, nhưng mà mình phải tân tiêu, làm sao mình biết được cái phong tục tập quán mình tân tiêu. Do đó tôi á là có một cái đứa gọi là đứa con, gọi là con nuôi, mà cái người da đen nó ở ngay em Kofiana á, Kofiana là con nuôi á, con nuôi á, mà cái cậu đó là cậu nó da đen, nhưng mà cậu nó khó tính lắm, cho nên cậu chọn ở trong cái nhóm của tôi một con đẹp nhất của một cái người bạn của tôi, mà con đó là tự nhiên sao nó chịu không biết, tôi cũng biết là tôi không ngờ. Mà cậu đó, cậu là cậu lấy tàu ở tại Indo là mỗi tháng được 3.500 đó. Nói thằng Khanh, cái thằng này tới đâu á. Rồi. Nó học năm nó lớp 10. Lúc đó là gia đình với chồng chưa đi. Đang ở chung ở tại nhà nha ta. Nhà mình thôi tới rồi đó. Hai chồng mà già rất là khó khăn. Đó là khó. Mình nó cái thấy, tôi hay khóc á. Nó được cái nó chở đi đạp xuống cái biển hai mà con ngồi lại thằng Khanh. Nó nói má, lúc đó là người ta theo rất là nhiều. À, theo nó rất nhiều rồi. Theo tôi rất là nhiều. À, theo là theo chị rồi. Nó mới nói vậy má, mà trong đó có cái ông đó là ông thực tình ông tới luôn. Ông tới là cái ông đó là vợ chết đại tá mà. Mẹ bộ đội rất là ngoài chứ phải. Người rất là bảnh trai, rất là lịch sự. Giám đốc cà phê Việt Châu ở 30 thuộc. Ông đi xe con tới là ông vô tình thưa bà nội luôn. Thưa bác, cho con đưa Ngọc Huyền đi chơi. Suy nghĩ miết,